Xin chào các bạn. Hôm nay mình Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Đầu Hỏa, ngày Ất Hợi, tức chi sinh cho can, có nghĩa là thủy sinh cho mộc, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm Sơn Đầu Hỏa, kỷ tuổi, kỷ tỵ, tân tỵ, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành mộc cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Quý Tỵ, Tân Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỵ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức Hợp, tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ tối tô tố tụng, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho và an táng. Sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc. Sao Yếm In, còn gọi là Thiên Quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Dịch Mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Và các sao xấu trong ngày cũng có, như là sao Thổ Ôn, hay còn gọi là Thiên Cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hoang Vu, xấu mọi việc. Sao Trùng Phục, kỵ giá thú, an táng. Sao Huyền Vũ, kỵ an táng. Sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi. Sao Sát Chủ, xấu mọi việc nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Tiếp theo, mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay, bạn đang được quý nhân trợ lực, cho dù là cái chuyện tình cảm hay là chuyện tiền bạc với bạn cũng đều được như ý muốn nhé. Và bạn tuổi Tý trong ngày này đang được tam hội quý nhân sẽ giúp cho bạn tuổi Tý tìm thấy được cái sự bình yên trong tình yêu nữa rồi đó. Thực thần soi bóng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà cho bạn tuổi Tý. Bạn có được cái sự may mắn góp phần, nhưng phần nhiều là do bạn tuổi Tý chăm chỉ làm ăn, chẳng quản ngày đêm mà có được cái mục tiêu đã đề ra là cố gắng hoàn thành bằng được của bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Tý, mệnh chủ hãy thử mạnh dạn triển khai những cái kế hoạch của mình. Tiền bạc lúc được, lúc mất là cái chuyện thường. Nhưng nếu không dũng cảm dấn thân thì một đồng cũng không kiếm được đâu đó bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam để tăng thêm cái vận may về tiền bạc
về tài lộc cho mình. Bởi ngày này với bạn tuổi Tý đang có được cái sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao Thiên Đức Hợp, sao Nguyệt Đức Hợp, sao Thiên Phú, đặc biệt là sao Lộc Khố. Bạn cầu được tài lộc, khai trương, xuất hành, ký kết hợp đồng trong ngày cũng rất chi là thuận lợi cho bạn luôn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tiền bạc đầy kho. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, tình duyên thắm sắc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, tìm được niềm vui. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, cần người hỗ trợ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn nên biết trân trọng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang có được cái cơ hội để hàn gắn lại những cái vết rạn nứt trong cái tình cảm gia đình nhé. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày Sửu hợi tương hội, cho nên với bạn tuổi Sửu nếu quản tình cảm thì đừng để tuột khỏi tay một cách dễ dàng như vậy bạn tuổi Sửu nhé. Thiên ấn hợp sức, bản mệnh tuổi Sửu trong ngày thứ ba này sẽ có khá nhiều cái khó khăn trở ngại trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu hoàn toàn có thể tự giải quyết được mà không cần phải nhờ cậy đến ai cả nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy suy nghĩ theo cái chiều hướng khác đi, suy nghĩ theo cái hướng tích cực, đừng đi theo cái lối mòn cũ kỹ nữa. Có những lúc cách giải quyết vô cùng đơn giản, chỉ là chúng ta có chấp nhận hy sinh bớt cái lợi ích nhỏ để có được cái lợi ích to hay là không mà thôi bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tình cảm như ý. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, gương vỡ lại lành. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn cần hiểu rõ về nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, đừng quyết định vội vàng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang được quý nhân lục hợp chia chở những cái sóng gió rồi cũng qua đi, không để đe dọa được cái hạnh phúc gia đình với bạn nữa. Sự đoàn kết là cái liều thuốc về tinh thần rất chi là tích cực cho bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Dần trong ngày này không dễ dàng lung lay trước những cái lời dị nghị, gièm pha của làng xóm, và bạn cũng hiểu rõ được cái nhân cách một nửa của mình, không có gì có thể khiến cho tình cảm của hai người bị dao động được đâu nhá. Chính tài ở bên, thu nhập chính của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này khá chi là ổn định và không cần phải có lo lắng về cái việc kiếm tiền với mình. Thay vào đó, bạn tuổi Dần, bạn hãy tập trung vào làm việc của mình cho thật tốt. Bạn sẽ thấy cái kết quả đạt được với mình rất chi là xứng đáng luôn bạn tuổi Dần nhé. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tiền bạc đủ đầy. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, không cần lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, nên lượng sức mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, nhân duyên vẫn còn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, sự nghiệp tăng tín nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao,
tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này khá chi là may mắn. Bạn có được những thứ mà người khác ao ước, nào là tình yêu trong mơ và một cái túi tiền rụng rịnh nữa rồi đối với bạn tuổi Mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi, cho nên trong ngày này bạn mệnh biết được cái mối quan hệ này là thứ quan trọng cần phải giữ gìn. Bạn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để giữ được hạnh phúc trong tầm tay. Với bạn tuổi Mão, gia đình luôn là quan trọng nhất đối với bạn tuổi Mão nhé. Thiên tài ở bên, bạn tuổi Mão chỉ cần tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình mà cũng kiếm được không ít tiền búa vào túi nữa rồi đó bạn tuổi Mão nhá. Đúng là người tài giỏi, đi đâu cũng không sợ chết đối được với bạn tuổi Mão nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, sẵn sàng chiến đấu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, gia đình là số 1. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn cần chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tài lộc ùn ùn về nhà nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có chính ấn ở bên, cho nên bạn tuổi Thìn, bạn vững tâm thể hiện được những cái quan điểm của mình trước mặt mọi người nữa rồi nhá. Và bạn tuổi Thìn, bạn biết ý kiến của mình có thể bị phản biện lại, nhưng chắc chắn vẫn có giá trị đóng góp cho cộng đồng, cho tập thể đó bạn tuổi Thìn nhá. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày thủy thổ xung khắc. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Thìn đang có cái điểm mâu thuẫn trong gia đình. Và bạn tuổi Thìn, bạn mệnh dễ dàng nảy sinh xung đột với người trong nhà dù chẳng có cái chuyện gì lớn xảy ra đối với bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn nên mềm mỏng hơn khi đối xử với người thân của mình, thay vì dùng cái sự hài hòa để đối đãi riêng với người dân nhé. Người thân mới là những người thực lòng yêu thương bạn, chia chở cho bạn đó. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, có nhiều điều không dám nói. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, cần phải bình tĩnh hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, đừng quá vội vàng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, nên giữ khoảng cách nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi, cho nên với bạn tuổi Tỵ đang có cái điềm báo mắc phải sai lầm nghiêm trọng đó nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn đã đánh giá sai về những cái rung động của trái tim mình, bạn coi trọng những giá trị về vật chất
thì sẽ đánh mất đi tình yêu là cái điều khó có thể tránh được với bạn tuổi Tỵ đó nhá. Với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đừng có nghĩ rằng mọi sai lầm đều có thể sửa được. Cục diện ngũ hành tương xung cho thấy dù bạn làm thế nào thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, chẳng thể nào biến thành hiện tại và tương lai được. Tình yêu đã mất chẳng thể lấy lại được đâu đó bạn tuổi Tỵ nhá. May mắn là trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được chính quan hợp sức làm cho cái vận trình công việc của bạn tuổi Tỵ trong ngày này lại khá chi là ổn. Bản mệnh cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn để giành lấy cái thành công, đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, đánh mất niềm vui. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, hạnh phúc xa rời. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn nên tập trung hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ đang gặp phải thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang mất đi cái cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình, khi kẻ tiểu nhân không ngừng buông lời, xin xỏ, đặt điều, khiến cho cấp trên nghi ngờ bạn tuổi Ngọ nữa đó nhé, bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này sẽ còn phải đối mặt với nhiều cái khó khăn hơn nữa. Có thể bạn sẽ thấy nản lòng, nhưng đừng có vội bỏ cuộc, sẽ còn nhiều cái cơ hội nữa ở phía sau nếu như bạn thực sự là người có năng lực, bạn tuổi Ngọ nhé. Tuy nhiên trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang có cái vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày, là cái ngoài nổ cho cái cuộc hôn nhân giữa bạn và nửa kia đang trên bờ vực tan vỡ nhá. Có những lúc bạn tuổi Ngọ cảm thấy chán nản và muốn gục ngã sau những cái sự tổn thương với mình nữa rồi. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, cần hiểu và yêu thương. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, đừng vội bỏ cuộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, sẽ mất nhiều thời gian. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, đừng tin ai quá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, hãy học cách đứng lên nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Mùi đang có được cái sự báo hiệu. Bạn tuổi Mùi, bạn đang trong cái giai đoạn tình cảm vô cùng là lý tưởng, khiến cho bao người ngưỡng mộ bạn nữa rồi nhá. Bạn tuổi Mùi, bạn mệnh mong muốn có thể sống mãi trong hạnh phúc như lúc này nữa rồi. Thiên ấn giúp sức cái con đường công danh sự nghiệp của bạn mệnh tuổi Mùi trong cái ngày thứ ba này cũng đang trên đường tiến triển rất chi là tốt đẹp. Và bạn tuổi Mùi, bạn biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát huy được cái thế mạnh của mình và nhận được cái sự công nhận của đồng nghiệp, của cấp trên nữa rồi nhá. Tuy nhiên với bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn cũng đừng thấy thế mà kiêu ngạo,
khó khăn vẫn còn ở phía trước. Không phải lúc nào mọi sự cũng được suôn sẻ và thuận lợi với bạn. Bạn cần phải có cái kế hoạch và phương án dự phòng nhất định cho mình nữa bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, công danh được thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, có được vận may. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, nhanh chóng tìm được nhân duyên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, cần nỗ lực nhiều hơn nữa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân đang có cái điểm báo rất có thể sẽ phải đối mặt với những cái mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thân nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, nhân duyên đứt đoạn, bất đồng ý kiến khiến cho đôi bên tình cảm đang có cái sự rạn nứt nửa đoạn. Có nhiều chuyện tưởng chừng như là nhỏ nhặt, nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ trở thành cái vấn đề nghiêm trọng với bạn nữa đó bạn tuổi Thân nhé. Bạn và người ấy cần phải dành thời gian để chia sẻ tâm sự với nhau nhiều hơn nữa được. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở trên cái con đường kiếm tiền của bản mệnh, và bạn tuổi Thân đang mù quáng đi theo cái con đường sai trái, chẳng những mất tiền mà bạn còn có thể gặp phải nhiều cái chuyện rắc rối ở phía sau mình nữa đó bạn tuổi Thân nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn đang có cái điểm báo xấu, không nên xuất hành, đang có cái sự va chạm, cãi cọ, thị phi và tai nạn bất ngờ có thể xảy ra với bạn nữa đoạn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, bất đồng triền miên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, tiền bạc hư hao. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, kiếm tiền mù quáng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, dễ mắc sai lầm nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu có vẻ như là đang quyết tâm rất chi là lớn để tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Và bạn tuổi Dậu, bạn mong muốn đạt được ước mơ. Tỷ Kim nhấn mạnh những cái sự nỗ lực và quyết tâm của bạn trong cái thời gian này. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu, bản mệnh sẽ phải chịu một số ảnh hưởng xấu do tình cảm không được như ý muốn. Kim sinh xuất cho Thủy, mặc dù muốn người ấy thấu hiểu và thông cảm cho mình, nhưng lại chẳng được như ý muốn đó bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì có nhiều cái vấn đề ngăn cản bạn tiến tới cái mối quan hệ mới. Dù biết cuộc sống còn cô đơn vẫn nhiều cái nỗi buồn, nhưng cũng không phải vì thế mà bạn chọn cách vơ bèo và tiếp chọn bất cứ ai để cho qua đó bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điểm báo, có cái sự va chạm, cãi cọ, không có người giúp đỡ, nghiệp khó thành, đang có cái sự điềm báo sai suốt trong cái hồ sơ thủ tục, đặc biệt là không nên ký kết hợp đồng trong ngày bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, tình duyên muộn màng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, cần nỗ lực.
Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, công danh được thăng tiến. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, giành được thành công. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, có nhiều bất ngờ. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 3 này, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất, bạn đang rất khó khăn mới có thể tìm lại được cái hướng đi đúng đắn cho mình. Tuy nhiên, khi đã tìm được cái hướng đi đúng đắn thì cái chuyện thăng tiến với bạn tuổi Tuất dễ như là trở bàn tay đó bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất, chính ấn chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi Tuất không hề nao núng trước những cái trở ngại trong công việc mà sẵn sàng đối mặt với nó, từng bước giải quyết triệt để, chứng minh được cái năng lực thực sự của mình nữa rồi. Nhưng trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, thủy thổ xung khắc, cái điều này lại cảnh báo cho bạn tuổi Tuất rằng có thể bạn đang mất quá nhiều thời gian cho công việc mà quên mất rằng mình còn phải chăm lo cho gia đình và những người thân yêu nhất của mình nữa bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn cần phải tập trung hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, đi đúng đường đúng hướng nữa rồi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 3 ngày 29 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi, bạn đang có cái sự tự ti, không dám bày tỏ tình cảm thực sự của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày, gặp cục diện, ngũ hành, Hợi Hợi tự hình. Cái điều này ảnh hưởng xấu tới cảm xúc của bạn, và bạn tuổi Hợi, bạn đang có cái xu hướng thu mình lại và cảm thấy bất an với cái cuộc sống này nữa rồi. Tuy nhiên, trốn tránh không phải là cái cách giải quyết hay nhất. Có thể trong cái phút nhất thời với bạn tuổi Hợi, bạn thấy mình nhẹ nhõm, nhưng đâu thể nào cứ trốn tránh mãi được. Hơn thế nữa, bạn sẽ thấy buồn bã vì cô đơn đối bạn tuổi Hợi nhé. Thương quan chiếu mệnh nhắc nhở cho bạn tuổi Hợi trong cái ngày thứ ba này, bạn nên có ý thức, có trách nhiệm hơn với cái công việc của mình. Bạn không thể lúc nào cũng mong chờ người khác đi phía sau dọn dẹp cái đống đổ nát, đống hỗn độn mà mình gây ra được đâu đó bạn tuổi Hợi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Hợi cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải đi xa thì nên chọn cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.